Đây, nước nó đang bắt đầu nó bò 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 lên đây, chuẩn bị ngập đây. Đó, thấy chưa? Chảy te 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 lên luôn nè. Đó. Chạy te 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 lên ngập láng con hết rồi. Còn được một lõm khô ráo sau cùng, nó sẽ ngập luôn thôi. Chưa ngập hết luôn rồi á. Xong phim ngập lắng tay luôn đó. Đây, nước chảy nó ngập trôi cái thùng luôn nè, ghê chưa? Đó, thấy chưa, ngập ghê hồn chưa? Nước chảy cuộn cuộn luôn nè, khiếp đảm không? Đó, giờ vô nhà các đồng mình quay ở trong nhà cho coi, nước nó bắt đầu nó bò vô nhà coi nè. Đây, nước là đang lé đé nền nhà nè, thấy chưa? Giờ bắt đầu nó chuẩn bị bò vô nhà nè, chạy tè 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 vô nhà luôn á. Đó, thấy chưa? Cái này giờ thành giống như cái biển luôn rồi nè. Đó, ngập láng ét hết trơn rồi. Còn có một phân nước nữa thôi là bắt đầu bò vô nhà. Đó, ngồi ngay đây dòm ngay đó, nước nó chảy cuộn 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 lên luôn kìa. Ghê à, chảy sấy 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 rồi á, khiếp đảm quá trời luôn. Đây là bò lên sắp tới mí lộ luôn rồi đó. Mấy chậu bông này nè, ngập láng te hết trơn luôn à. Ngập lên tới đít chậu bông hết trơn à. Tới lé đé mấy cái đít chậu bông á. Quá trời luôn. Nhìn thấy cái này nó chảy cuộn 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 luôn, này rớt xuống dưới cái tẩm ra là nó trôi mất luôn á. Nước đã tới mí rồi, sắp sửa bò vào nhà thôi, đang chuẩn bị
mắt mé mí thềm, chuẩn bị là bò vô nhà đó. Cái này là bà Thủy chuẩn bị bò vô nhà thôi, rửa nhà nữa nè. Cái này chiều nào bà cũng rửa nhà hết trơn á. Đó, thấy chưa? Đó, bò vô rồi đó. Liếm liếm liếm, bắt đầu vô từ từ nè. Bắt đầu vô rửa nhà. Lẹ ghê chưa, mới đó là bò lên nè. Đây, đang bò vô lần lần. Đó, chạy vô nhà rồi đấy. Đó, bò vô. Đó, chạy tè 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 vô luôn. Đó, chạy tè 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 vô luôn. Ghê chưa? Quá trời luôn. Nước đã vào nhà rồi. Đó, ngập nhà rồi. Đó, giờ nó chảy vô nhà rồi nè. Te 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 luôn. Đây, mé này mới giữ nè. Ngập mé này tè le tét lét luôn à. Đây, khúc này nó mới ngập, mới chảy vô nhà rồi nè. Đó, chưa? Đó, chảy vô nhà rồi đó. Thì ớn không? Đó, nè, ngập chảy vô nè. Đó, chảy vô nè, cuộn cuộn luôn, quá trớn luôn, ghê quá. Thấy nước nó chảy không? Mày rớt cái tẩm xuống đây cái là nó trôi đi luôn á. Nước nó chảy thấy sợ luôn mà. Khiếp đảm. Mới cái đó mà nước là nó lên đầy nhóc rồi đó. Đây là ngoài sông nè, nhìn ngoài sông nó chảy còn ghê hơn ở trong bờ nữa nè. Đó, thấy chưa? Nước ngoài sông mà nó chảy cuộn cỡ này rớt xuống dưới là nó trôi là mất xác luôn á. Ẩn chưa? Nước chảy sao mà thấy sợ luôn. Khiếp đảm thiệt chứ. Bây giờ mình đi dọc nước thôi.
nước ngập nè, lên đứng đứng tới đâu ta, đó tới đó rồi đó, lên là một khúc rồi đó, cao ghê hồn không. Đây, sau một hồi đi vòng vòng, bây giờ quay trở lại thì nước đã ngập cái nhà láng te. Nước ngập không còn cái gì hết trơn luôn nè. Đó, đây là nó bò vô nhà luôn rồi nè. Đó, thấy chưa, quá trời luôn. Nó xe hơi chạy qua đây, ngập mấy cây bưởi này, ngập nó rụi tàn hang hết ta, ngập chết cây hết ta, ngập về ngập hoài cây nào chịu cho nổi. Đó, ngập ý mà nước này là ngập là xong rồi là thoát nước liền á, chứ không có ngập vô mà nó ứ lại nó úng cây á, mà còn bưởi rồi chết cây hết trơn. Rồi quay cho mọi người xem vòng vòng cảnh nước ngập xung quanh nhà, thấy thê thảm không. Vậy đây miền Tây ngập cái bằng đâu có thua gì với miền Trung đâu. Tàn tạ hết trơn, thấy khổ quá. Nước ngập thấy khổ quá. Một cặp bưởi quá đẹp.